Theo Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, dù phải đối mặt với yếu tố biến động của thị trường sau đại dịch COVID-19, nhưng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vẫn được triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt trong bối cảnh mới. Đến với buổi tọa đàm với chủ đề tăng sức cạnh tranh hàng Việt Nam trong bối cảnh mới hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả hai vị khách mời. Trước tiên, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Sinh, Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin chào MC và chào quý vị khán thính giả. Vị khách mời tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu ông Dương Thái Trung, chuyên viên vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Tổ trưởng Tổ chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo Liên ngành thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả truyền hình. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, để rõ hơn về việc phải làm gì để tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt trong bối cảnh mới, mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã bước sang năm thứ 14. Kết quả điều tra dư luận xã hội do Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện cho thấy có đến 92% người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm tới cuộc vận động. Trên 70% người tiêu dùng Việt Nam xác định khi mua hàng hóa, ưu tiên dùng hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất trong nước. Theo báo cáo từ các sở công thương, nhờ thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, chương trình hành động, nên việc triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc khai thác tốt thị trường trong nước. Đơn cử như trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhôm thanh định hình, nếu như trước đây hàng ngoại chiếm ưu thế thì nay hàng Việt đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Người tiêu dùng dần tin tưởng và ưu tiên chọn mua các sản phẩm có xuất xứ trong nước. Nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp nội địa nay đã có sự đầu tư bài bản, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, thậm chí trội hơn hàng ngoại. Mẫu mã cũng rất đa dạng, giá thành cạnh tranh để người tiêu dùng lựa chọn và cũng là để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Trong các năm gần đây, thị trường nhôm và nhất là các sản phẩm nhôm thanh định hình trong và ngoài nước đã có sự phát triển rất là mạnh mẽ. Các công trình và khách hàng đã tin và sử dụng hàng Việt. Bên cạnh đó là nhôm Nam Sung luôn luôn nỗ lực phát triển và cải tiến sản phẩm nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh và đồng thời là nâng cao đầu tư về trang thiết bị, máy móc nhằm nhưng vẫn duy trì được giá thành hợp lý để cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Thời gian qua, trong vai trò của mình, Bộ Công Thương đã nỗ lực thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2021-2025 theo quyết định số 386 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung triển khai nội dung về truyền thông, xây dựng hệ thống phân phối với tên gọi Tinh hoa hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam. Để giúp cho cái việc tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp mà sản xuất tại Việt Nam nhiều hơn nữa, thì ngành công thương thì cũng đã bám vào các cái chỉ đạo cũng như là những cái phương hướng mà của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng như là của Chính phủ và Bộ Công Thương. Trước hết là chúng tôi cũng cùng với các cái nhà phân phối lớn đã có cái thảo luận và cũng như là để thống nhất trong cái việc mà hỗ trợ ưu tiên các cái hàng của Việt Nam. Trong thời điểm hiện nay, thị trường bán lẻ của Việt Nam, hàng hóa của Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh hết sức gay gắt khi các hiệp định thương mại tự do đa phương thế hệ mới như EVFTA, CPTPP đi vào thực thi. Do vậy, trong vai trò thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ nỗ lực hết mình để hàng hóa Việt Nam có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước. Tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt được xem là động lực để thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Bởi khi có sự cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ biết mình phải làm gì để thích ứng. Nhất là trong bối cảnh mới như hiện nay, các hiệp định thương mại thế hệ mới đang được Việt Nam tích cực triển khai. Thưa ông Dương Thái Trung, ông đánh giá như thế nào về sự thích ứng của các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt trong phát triển thị trường trong nước, nhất là sau đại dịch COVID-19 vừa qua, thưa ông? Thực hiện chỉ thị số 28, chỉ thị TTG ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam trong tình hình mới và nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm. Sau đại dịch COVID-19, thì các doanh nghiệp Việt đã có nhiều thay đổi tích cực và chuyển mình nhanh để đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Các doanh nghiệp người Việt Nam thì cho biết đã đẩy mạnh sản xuất cung ứng cho thị trường nội địa để bù đắp phần nào doanh thu xuất khẩu bằng cách đưa ra các giải pháp và hướng đi lâu dài thay đổi về quy mô, vì càng ngày càng nhiều các cái tập đoàn sản xuất phân phối hàng Việt Nam uy tín có chất lượng tham gia thị trường. Vâng, xin được hỏi ông Trần Văn Sinh, chính phủ đã ban hành chỉ thị 28 CTTTG về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Ông đánh giá như thế nào về việc triển khai thực hiện của các cấp các ngành trong việc đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước? Đây, trong cái báo cáo hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mà Mặt trận Trung ương là cái cơ quan là thường trực của cái Ban Chỉ đạo này, thì cũng đánh giá rất cao cái việc là Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị và các bộ ngành đã triển khai cái chỉ thị này. Và trong đó có cái vai trò rất quan trọng, đó là của Bộ Công Thương trong cái việc tham mưu và là đầu mối để mà giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai cái chỉ thị 28. Thưa ông Sinh, thế thì từ góc độ cơ quan chỉ đạo Trung ương của vận động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông có nhìn nhận và đánh giá như thế nào về các hoạt động mà Bộ Công Thương đã triển khai trong thời gian qua để nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, cũng là để thúc đẩy việc tiêu dùng hàng Việt tại thị trường trong nước? Tôi thấy rằng là cái vai trò rất quan trọng và những cái việc làm từ cái khâu là thể chế hóa các cái chủ trương của Đảng bằng những cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như các cái ban hành cơ chế chính sách để thúc đẩy cái phát triển thị trường trong nước, cũng như thúc đẩy cái việc nâng cao cái chất lượng hàng hóa, sản phẩm của người Việt. Như là tôi thấy là nhiều năm rồi Bộ Công Thương mà triển khai những cái chương trình là liên kết giới thiệu các cái sản phẩm này có chất lượng tốt, giá cả thì cạnh tranh. Thế thì cùng với đó thì cũng đã triển khai như là những cái chương trình như giới thiệu quảng bá, như thông qua việc là tự hào hàng Việt Nam. Cái vai trò của Bộ Công Thương là rất quan trọng, vì Bộ Công Thương là một trong cơ quan quản lý nhà nước quan trọng ở cái lĩnh vực này. Vâng, xin được hỏi ông Dương Thái Trung, theo ông, cơ quan quản lý nhà nước cần có thêm các giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam một cách thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt và thực hiện hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam? Bộ Công Thương thường xuyên đẩy mạnh triển khai các thực hiện các cuộc vận động thông qua kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động hàng năm, đồng thời triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại quyết định số 386, quyết định TTG ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương chú trọng đến hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho hàng Việt Nam và tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Xin được hỏi ông Sinh, để phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn tới, theo ông cần có những đề xuất gì về chính phủ để tiếp tục phát huy cuộc vận động? Như cái chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ thị số 03 ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì trong chỉ thị đấy cũng đề ra là 5 nhiệm vụ hay là chính 5 giải pháp để mà nâng cao và đẩy mạnh cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì một trong cái đó là Ban Bí thư đã giao cho Ban Cán sự Đảng của Chính phủ, đó là tiếp tục ra soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cái chính sách pháp luật để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp, mà trong đó là có cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với những nội dung xoay quanh chủ đề tăng sức cạnh tranh hàng Việt Nam trong bối cảnh mới được hai vị khách mời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, đã cho thấy vai trò và ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục thực hiện hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chúng ta có thể tin tưởng rằng sự chung tay từ cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hàng Việt Nam sẽ ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Giờ đây, người tiêu dùng không chỉ ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà còn tự hào khi dùng hàng Việt.
Rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.